Đây là cái máy hút cho nó không bán tự động chị nhé. Đây là có cái nút, đây là vừa hút vừa hàn. Đây là chức năng là chỉ hút không, à chỉ hàn không mà không hút, thì chỉ có thể chọn được. Nào mình mở ra mình cho đặt thử đây, đặt xuống. Đến hai đó. Và nó bấm. Hàn xong nằm mát cái này nó sẽ tự động nó ngắt. Đấy, khi mà đèn nó tắt đi thì chúng ta chỉ nhấn hai bên. Đó, đây đường hàn.